Chị Kim Oanh ở thành phố San Jose, tiểu bang California đã gần 30 năm nay. Ngần ấy thời gian, mỗi dịp Tết đến, chị đều lên chùa vào ngày mùng 3 Tết, thắp hương và thành kính trước Đức Phật. Năm nay chị không đi cùng gia đình vì ngày mùng 3 Tết vào giữa tuần, chồng và các con chị đều đi làm và đi học. Năm mới, mỗi năm chị đều lên chùa để cầu nguyện mọi điều may mắn, bình an tới cho mọi người, cho nước Việt Nam của mình và cho gia đình. Không chỉ có chị Oanh, người Việt ở San Jose vẫn giữ được phong tục tốt đẹp là lên chùa vào ngày đầu xuân. Chùa Đức Viên là ngôi chùa lớn nhất ở thành phố này. Đêm giao thừa, ngôi chùa đón hàng nghìn khách thập phương đến niệm Phật. Lớn tuổi thì họ đi từ sớm sớm, cái buổi từ 3 giờ chiều bắt đầu, chiều 30 là họ đã bắt đầu đi rồi, cho đến suốt đến 8 giờ tối là những người lớn tuổi. Còn các em trẻ thì họ, các em đó thì họ sẽ tập trung vào sau 8 giờ cho đến 1-2 giờ sáng là thường. Có khi chùa đêm giao thừa đóng cửa lúc 4 giờ sáng mới đóng cửa được. Cho đến hết rằm tháng riêng, ngôi chùa nào của người Việt ở San Jose cũng rộng cửa đón Phật tử về chiêm bái. Có những người chạy xe cả ngày bởi đã theo nhà chùa ngay từ đầu. Cũng có những gia đình muốn chờ đến dịp cuối tuần đưa cha mẹ và các con đến, trước là cầu an, sau là muốn tìm chút không khí Tết của quê nhà. Cái Tết ở đây không có bình thường mang cái tín ngưỡng tôn giáo không, mà còn là mang đến cái nhắc lại cái văn hóa của người Việt để cho những cái người Việt mình xa quê. Có một số người thì mới sang đây thôi, nhưng mà một số người thì sang đây cũng lâu lắm rồi, cho nên là quý vị rất nhớ quê hương, nhưng đôi lúc không sắp xếp công việc để về thăm quê hương được. Cho nên ngôi chùa tại đất này thì mình phải mang lại được cái nét văn hóa của quê hương. Chùa Đức Viên ở San Jose được xây dựng từ hơn 20 năm trước. Từ khi có chùa, bà con người Việt đều tập trung về đây đêm 30 để đón Tết vui xuân. Những gia đình không có điều kiện chào đón năm mới tại chùa cũng không quên sắp xếp thời gian đi lễ ở những ngày sau đó. Nét đẹp ấy đã truyền đến thế hệ thứ ba. Chào anh Nhân ạ, cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình. Rất nhiều người đang nhắc tới hai chữ khởi nghiệp. Vậy với anh, khởi nghiệp được hiểu như thế nào? Mình có một lần ăn trưa với cả một Nobel Laureate, thì là trong cái quyển sách của Nobel Laureate về Economics, thì Dr. Phil có nói là khởi nghiệp là cái cách để mà Mỹ và Anh đi lên từ những năm 1820, và 1840 thì có Đức và Pháp cũng nhờ khởi nghiệp mà đi lên được. Và đấy là cái cách để dùng công nghệ, tức là gì, đưa công nghệ vào trong cuộc sống thôi. Không nghiên cứu ở trong phòng lab, trong các phòng thí nghiệm thì rất là tốt, nhưng mà phải đưa được cái nghiên cứu đó vào trong cuộc sống, thì đấy là cái cách mà thường là phải qua công nghệ thì để đưa kinh tế của Việt Nam lên. Khởi nghiệp hiện nay đang là một trong những vấn đề rất là được quan tâm, đặc biệt là tại Việt Nam. Để khởi nghiệp thành công thì theo anh chúng ta cần có các yếu tố gì? Trong quyển sách của Dr. Phelps ấy, thì là Mass Flourishing ấy, thì ông có nói là các bạn khởi nghiệp ấy, thì phải có là các bạn là nhà sáng lập tốt rồi, nhưng mà vẫn phải cần những người nhà đầu tư tốt nữa, thì hai cái bên đó cộng lại với nhau thì mới ra công ty được. Ví dụ như là Google, đúng không? Google thì cũng phải có Google là có công nghệ, nhưng mà phải có Sequoia Capital, phải có Clive Perkin đầu tư 25 triệu đô thì mới ra được Google. Facebook thì lại cũng có Peter Thiel, cũng có các nhà đầu tư nữa. Thì cái cách làm của Silicon Valley là đấy, họ có những người sáng tạo và họ có cả những người nhà đầu tư rất là giỏi. Đấy là hai nhóm phải gặp được với nhau thì mới ra được các công ty khởi nghiệp tốt. Với kinh nghiệm của bản thân anh là một người trẻ, và có rất nhiều người trẻ Việt Nam hiện nay cũng đang tham gia vào lĩnh vực này, thì điều gì của những người trẻ sẽ khiến cho một startup có thể đạt được cái hiệu quả tốt nhất? Khởi nghiệp thì có một thước đo duy nhất, đấy là phát triển. Nếu mà các bạn có thể phát triển được, là các bạn có thể phát triển sản phẩm tốt hơn 10% một tuần,
thì mình nghĩ là không khó để mà tìm nhà đầu tư mà họ hiểu được cái đấy và họ đầu tư hơn. Một lần nữa cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình.